Nam xin gửi lời chào tới toàn thể các bác nhá. Hiện tại thì hai bố con đang đi mua gỗ, thì hôm nay cũng lên chia sẻ với các bác về cái dòng gỗ hương đá nó có bị rác hay không và có mối mọt hay không. Thì trong video này Nam sẽ chia sẻ cụ thể với các bác nhá. Bán nó vui. Có nghe là bọn mua được bao nhiêu thanh gỗ rồi? Hả? Chọn được bao nhiêu cái rồi? 20 tấm đấy. 20 tấm. Ở đây là hương đá. Hương đá. Chọn làm khuôn các bạn. Cân ngang. Đặt cân đấy, xếp được cân. Đấy, tính theo cân. Mua được cân. Cái cân loại cân kia không có ai. Cân có nhưng mà thấy anh kia làm nhằng à? Dùng cân này. Đấy, các bạn, đây là hương đá nhé. Đấy, các con đang đi chọn hương đá. Đây thì bố Nam sẽ chọn những cái hàng cái kiểu mình không mua cho lô. Mua cho lô thì tỷ lệ rủi ro chết cực kỳ cao. Có luôn. Đấy, nên là chọn ví dụ như bán trồng này thì giá nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mình kiểu bán chọn kia mình làm thì giá nó sẽ cao hơn. Nhưng mà loại ngắn này nó ý này thì mình lựa theo ý mình. Cái nào dọc cái nào rác thì mình bỏ đi. Các bác có thanh khí. Có thanh khí đấy. Mấy rồi? Khoan đâu rồi? Cứ để cao đi. Khoan nào là để thấp nhỉ? Để hai hàng cho nó thấp nhỉ? Khoan nào? Được rồi. 8 đồ nhận đi đấy, mua từ cân hả? Tạo đồ đéo đúng nhỉ? Ra bài gỗ chọn được bao nhiêu thanh hả bố? Đấy được có hơn chục thanh đâu lắm. 11 thanh. Đấy, trong đống gỗ ấy các bác ạ. Còn được khoảng 11 thanh trần làm đấy. Cái khuôn ngang. Khuôn ngang đúng không? Mà khuôn loại ngang. Bố chia sẻ thêm về cái phần rác của hương đá này. Cái dòng gỗ hương đá nó có tốt không bố? Dòng đá tốt. Đây đây, rác này. Rác này. Đấy. Nhiều bác cứ lăn tăn không biết là hương đá có tốt không thì nay bố chia sẻ thêm. Rác này dọc vứt đi đi. Đấy, đây này. Đây rác này. Đấy rác đấy. Đây. Rác còn vỏ này. Rác còn vỏ này. Hương đá thực ra nó là dòng rất là tốt đúng không? Tuy nhiên thì cái phần rác gỗ ấy thì các gỗ nào có rác là vứt đi, rác nó không đảm bảo, nó mọt. Có rác là mọt. Đấy, nên không được làm rác mọt. Còn các bác lưu ý, con dùng hương đá thì các bác tránh cái phần rác dọc ra. Bố có thể chia sẻ thêm về cái phần mắt của gỗ hương đá được không? Mắt sống mắt chết đấy, chia sẻ để cho mọi người cũng biết luôn. Đây là như vậy là mắt sống này. Đấy, mắt sống này thì nó có ảnh hưởng không? Không có ảnh hưởng gì, mắt sống. Nó gọi là mắt sống đây này, đây mắt này. Chết đây mắt sống này đấy, đây đây tí tí vậy không này. Ảnh hưởng này, cái này không bao giờ ảnh hưởng gì nhá. Coi nhá, các bác bảo sợ sau này nó bị hỏng không bao giờ hỏng luôn. Nhưng mắt sống này chỉ sợ mắt chết thôi. Mắt chết là thối này đấy, thối đen này, mắt thối này đấy. Thì cái này mới sợ này, cái này thì sẽ không được sử dụng các bác nhá. Cái đấy thì dùng nó sẽ sau này nó bị hư đấy. Mắt thối là một, hai là rác, rác cạnh bìa như rác đây này trắng. Đấy, các bác thấy không ạ? Lọc này, phần rác như này. Tránh này. Còn mắt sống ở giữa này, không gì hết. Không vấn đề gì cả nhá. Nó chỉ những cái có mắt như này ấy thì nó già gỗ. Cây nó già gỗ. Đấy, già gỗ, chất nó hồng hồng như này nó là chất tốt. Đấy, nên là các bác cũng lưu ý vấn đề này. Đấy. Đây, năm quay tấm ván cho các bác xem nhá. Đây toàn ván xẻ 2 phân trở lên, trên 2 phân. Thì đây này các bác nhìn này. Cái rác thì bao giờ nó cạnh bìa, nhưng mà có một cái điểm nữa các bác lưu ý giúp Nam này. Nam đã từng gặp trường hợp như vậy rồi. Bên nhà Nam khi mà phát hiện ra cái là phải thay cho khách hàng nếu mà các bác đã từng xem video của Nam. Tức là ở phần giữa này, nó ví dụ như cái lúc ban đầu ấy thì nó nhìn thì rất là đẹp, nhưng một lúc mình xẻ ra thì bắt đầu nhìn thấy mọt. Đấy, nhìn thấy mọt ở giữa này, na mả, tức là dạng theo kiểu ấn vào kiểu nó xốp các bác ạ. Đấy, nhiều bác cứ bảo là vân đá nhưng không phải là vân đá, đến là mọt các bác nhá. Thì các bác lưu ý cái dòng hương đá này nó là một trong những cái dòng gỗ mà thực ra nó là tốt thì là tốt thật, nhưng mà nếu mà trường hợp mà các bác gặp những cái tấm gỗ ấy hoặc là những cây gỗ mà xẻ mà đóng bàn thờ mà chẳng may mà nó bị dập, tức là bị mọt mà người ta không thay cho các bác ấy, thì rất dễ là sau này các bác sử dụng một vài năm là nó sẽ bị hỏng, bị hư hỏng. Thế thì các bác khi mà đấy là các bác bảo là gỗ hương đá nó không tốt, đấy là cái vấn đề đấy là do các bác lựa chọn, các bác nhìn nó chưa được chuẩn, thế nên là nó xảy ra tình trạng như vậy. Thế nên là các bác cũng cần lưu ý cái vấn đề này nhá. Cái gỗ hương đá này là cũng có cây là nó mọt ở trong cây rồi, có gì có gỗ cũng vậy, cây nào cũng vậy, cây gỗ cũng mọt ở trong cây mà như kiểu là giữa cây ấy nhỉ. Vâng, con nhìn thi thoảng lâu có lẽ là hàng nghìn cây may không may thôi. Đấy, đúng rồi, không may chứ còn bình thường á, nó rác nó nằm sẽ nằm cạnh bìa thì đấy, cái đấy là mình nó đùn nó lây ra, đúng rồi, nó lây và rác khoảng nó hàm gỗ bên trong ấy, xong rồi nó xảy ra cái tình trạng nhiều khi tình trạng kiểu cây gỗ trông nhìn bề ngoài rất là đẹp, đúng rồi, nhưng mà lúc sau là mình sử dụng mình xẻ ra thì phát hiện ra là mối mọt. Nếu mà trường hợp mà các bác mà không để ý thì sẽ rất dễ tình trạng nó bị hư hỏng. Những cây đấy thì mình loại bỏ. Đúng rồi, thì thôi, chắc chắn rồi, những cây đấy phải loại bỏ đi rồi.